Một giá cuối 50 triệu. Nếu cậu muốn thì nhận 20 triệu, còn không thì thôi. Tôi không còn nhiều tiền để đưa cho cậu đâu. Mày đừng quên là tao đang nắm giữ bí mật của mày. Nếu như mày không muốn cô Nguyễn Lan xinh đẹp của mày biết chuyện mày có vợ bên ngoài thì khôn hồn á, mày hãy đưa 50 triệu cho tao. 50 triệu so với chức vụ và địa vị của mày, tao thấy cũng đáng mà, đúng không? Thằng khốn này, nó mồi thông tin đó từ ai vậy chứ? Sao? Mày có đưa số tiền đó cho tao không? Tao nghĩ mày đủ thông minh để quyết định mà. Hả? Thôi được, nhưng mà cậu phải cho tôi thời gian. 3 ngày. Ok, tới đó tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Nhưng mà ở đâu? Thời gian địa điểm tao sẽ báo sau. Sau khi tao nhận tiền thì tao sẽ biến mất, và những bí mật đó sẽ không ai biết. Nhưng nếu tao không nhận được tiền á, thì đoạn ghi âm giữa tao và mày nãy giờ á, sẽ được cha con giám đốc bệnh viện Á Châu nghe. Ừ? Tự xử đi. Mày muốn dẫm lên vết xe đổ của mẹ mày thì đừng có trách tao. Sự nghiệp của tao không thể tiêu tan vì một thằng nhảy tranh như mày. Nếu có trách thì tự trách mình đi. Ông có mang đủ số tiền tôi cần không? Cậu có thiếu đồng nào đâu. Hãy nhớ của tôi đâu. Cậu không sao chép đó chứ? Anh yên tâm, bạn gốc đó. Cảm ơn nha. Cô lên tí. Alo. Từ từ thôi. Sao anh lại gặp anh ta vậy? Anh vô tình gặp cậu ta bị nạn nên đưa về đây luôn. Tôi đang ở đâu vậy? Ở bệnh viện. Có người thân nào đi với anh không? Không. Cậu ta không có người thân đi cùng, tính sao giờ bác sĩ? Cậu ta bị thương nặng lắm, chúng ta phải cứu cậu ta thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, cậu ta không có người thân đi cùng. Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho cậu ta. Chúng ta là y bác sĩ mà, không thể nào để cho bệnh nhân gặp nguy hiểm như vậy được. Bác sĩ Kim, anh điều trị cho tôi đi. Thì ra là người quen của bác sĩ Kim. Như vậy là tôi yên tâm rồi. Bác sĩ Kim, anh đảm nhận ca này nha. Cố gắng mà giúp cho cậu ấy. Y tá. Dạ. Chọn cho cậu ấy phòng tốt nhất cho tôi. Dạ bác sĩ. Cố lên, cậu sẽ vượt qua mà. Đi. Anh ra đây. Cái gì vậy? Anh,
anh với bệnh nhân đó có quan hệ gì vậy? Thì chỉ vô tình gặp nhau thôi. Ờ, mà tại sao anh quen được với cậu Tí vậy? Chẳng phải là anh đã nói là vô tình gặp cậu ta hay sao? Không phải, ý em nói là tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Mà cậu ta lại thuộc thành phần quậy phá, mà nói đúng hơn thì giống như là xã hội đen vậy đó. Bác sĩ mà giao du với mấy người đó không sợ bị đánh giá hả? Thực ra là mẹ cậu ta có quen biết với bác sĩ Minh. Bác sĩ Minh? Ờ, mẹ cậu ta quen biết với bác sĩ Minh hả? Mẹ của cậu Tí á, nắm giữ những bí mật của bác sĩ Minh. Và sau khi bà ta mất thì cậu Tí lấy những điều đó để mà gây áp lực với bác sĩ Minh. Anh từng tiếp cận cậu ta để khai thác thông tin. À, thì ra chính vì lý do này mà cậu Tí đó mới sợ bác sĩ Minh thừa cơ hội để hãm hại mình, nên mới nhờ anh điều trị đúng không? Có lẽ là vậy. Vậy bây giờ anh đã mo được thông tin gì từ cậu ta chưa? Chưa, có lẽ là thời gian anh em gặp nhau ít quá, cho nên cậu ta vẫn chưa tin tưởng anh. Anh nè, nếu mà đã vậy anh phải thật sự cẩn thận, và nhất là phải bảo vệ cậu Tí đó. Tại vì bác sĩ Minh nham hiểm và nguy hiểm hơn nhiều những gì mà mình nghĩ đó. Anh ta sẵn sàng loại bỏ tất cả những gì mà anh ta xem là rào cản, cản bước đi của mình. Anh biết, nhưng nếu chúng ta khai thác được những bí mật của bác sĩ Minh qua cậu Tí, thì tụi mình sẽ lần ra những điểm yếu của bác sĩ Minh, và cơ hội giành mặt bác sĩ Minh sẽ không còn lâu nữa. Chào, sao rồi? Thấy khỏe chưa? Bác sĩ Khiêm, anh cho tôi xuất viện được không? Vết thương của cậu khá là nặng, nên ở lại theo dõi thêm một thời gian. Khi nào sức khỏe của cậu ổn định, tôi sẽ để cho cậu đi. Nhưng tôi sợ ông Minh sẽ không tha cho tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bác sĩ Minh làm hại cậu đâu. Dù sao đi nữa, ở đây cũng là bệnh viện, hắn ta không dám hành động đâu. Yên tâm đi. Thôi, đừng có lo, cứ nghỉ ngơi đi, không sao hết. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Ủa, anh Minh. Chào em. Hình như bệnh nhân đó trước kia là người quen của anh Kim thì phải. Trước đây em từng qua lại với anh Kim, em có biết người đó không? Em chưa từng gặp người này, nhưng nhìn cậu ta có vẻ không đàng hoàng. Tôi đi à? Tại sao bác sĩ Kim lại quen với thằng Tí chứ? Giữa họ có quan hệ gì? Nếu để hai người đó liên kết với nhau thì mình sẽ gặp rắc rối. Nếu thằng Kim biết chuyện mình đã cưới mẹ anh thì những mưu tính của mình coi như mất trắng. Mình không thể nào để chuyện này xảy ra được. Anh đang nghĩ tới cô nào vậy ta? Ngoài em ra, anh làm gì còn cô nào mà dám nghĩ hả? Có thiệt là không nghĩ tới cô nào không? Nói cho em nghe đi. Thiệt mà, không có. Chẳng qua là anh đang thắc mắc tại sao bác sĩ Kim lại qua lại với cậu Tí. Vì cậu ta là người của băng nhóm Sao Hơi Đen mà. Em thấy đúng không? Biết đâu họ chỉ là tình cờ quen nhau thôi. Anh thì không nghĩ vậy, vì anh thấy họ có vẻ thân nhau lắm, chứ không đơn thuần là chỉ quen biết nhau. Em có biết là khi vừa nhập viện, cậu Tí đã chỉ định trực tiếp là muốn bác sĩ Kim chữa trị cho cậu ta, chứ không muốn bác sĩ nào khác hết. Nếu đúng là anh ta qua lại với những loại người đó thì chắc chắn là em sẽ báo với ba, xem xét lại nhân cách của bác sĩ Kim. Thậm chí em có thể cho thôi việc luôn. Em không thể nào chấp nhận được việc bác sĩ trong bệnh viện của mình lại qua lại với côn đồ như vậy.
Nếu vì chuyện này mà đuổi bác sĩ Kim thì tội nghiệp cho anh ta lắm. Hay là em coi như chưa nghe chưa biết chuyện này nha. Anh đừng có nhân từ như vậy. Những việc như vậy thì phải làm thẳng tay. Em không bao giờ để cho người khác làm ảnh hưởng tới bệnh viện của mình. Anh hiểu không? Con có chắc là bác sĩ Khiêm với lại cậu Tí có mối thân tình không? Biết đâu họ chỉ tình cờ quen nhau, hay trước đây đã từng giúp cậu Tí đó chuyện gì thì sao? Bà, với địa vị và danh dự của một bác sĩ thì cho dù như thế nào cũng không được có bất cứ mối quan hệ gì với những thành phần đó. Như vậy không chỉ làm ảnh hưởng tới danh dự của anh ta mà còn ảnh hưởng tới bệnh viện của chúng ta nữa. Nếu nhún nhường bỏ qua cho anh ta thì hậu quả sau này sẽ rất khó lường đó ba. Thà bây giờ mình cứ giải quyết một lần luôn cho xong đi. Cái gì thì cũng phải có bằng chứng. Chúng ta không thể nào chỉ nghe qua hay là nhìn vào một cái hình ảnh bị đưa ra rồi chúng ta kết luận quá vội vàng. Con nghĩ là ba nên cho người điều tra anh ta đi. Nếu quả đúng anh ta có qua lại với những người đó thì ba cứ đuổi việc anh ta luôn cho rồi. Anh Kim, anh muốn có bạn mới thì cũng nên chọn bạn đàng hoàng để mà chơi, chứ đừng có chơi với những loại người như vậy. Ủa, em nói như vậy là sao? Anh không hiểu. Anh đừng có giả nai. Anh đã quen với một bệnh nhân khi mới vừa nhập viện. Cả cái bệnh viện này ai mà lại không biết người đó không đàng hoàng. Lan à, em đừng có hiểu lầm. Anh cũng chỉ mới gặp cậu ta mà thôi. Anh nghĩ ai cũng tin những lời giải thích đó hay sao? Nhưng thôi, cuộc đời của anh tốt hay xấu, sướng hay khổ là do anh tự quyết định. Dù gì chúng ta cũng đã từng yêu nhau, cho nên tôi mới khuyên anh như vậy. Tôi khuyên anh nên đi lên bằng năng lực của mình, chứ đừng dùng những chiêu trò mưu kế, vì như vậy sẽ không tồn tại được lâu đâu. Giám đốc. À, ngồi đi. Dạ. Tôi nghe nói có một bệnh nhân mới vào ở khu B là người quen của bác sĩ đúng không? Dạ, đúng là con với cậu ta đã từng gặp nhau, nhưng chỉ là tình cờ quen nhau thôi, chứ không có thân thiết, chỉ là người khác lầm tưởng. Không phải là tôi muốn kiểm soát các mối quan hệ của cậu, nhưng mà tôi nghe nói cái người đó là dân xã hội đen. Tôi không muốn người của bệnh viện mình qua lại với thành phần đó. Con hiểu ý của giám đốc muốn nói chuyện gì. Thật ra trước đây ở bên ngoài con từng vô tình giúp cậu ta khi cậu ta gặp nguy hiểm. Cho nên bây giờ khi gặp lại, cậu ta muốn nhờ con điều trị giúp bệnh, chứ cũng không phải là bạn bè thân thiết gì hết. Ừ. Bản thân con là một bác sĩ, nên con không thể nào thấy chết mà lại không cứu được. Càng không thể nghĩ là người đó là xã hội đen mà để cho họ chết được. Như vậy không đúng với lương tâm của một người thầy thuốc. Cô tin rằng nếu như giám đốc là con thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Nếu thật sự vì lòng nhân từ mà con cứu người thì bác ủng hộ. Dạ. Nhưng mà đừng có để chuyện riêng bên ngoài làm ảnh hưởng đến công việc lẫn danh dự nghề nghiệp của mình. Sẽ không tha thứ một cá nhân nào vì cái chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện. Dạ, con biết rồi. Ừ, thôi con đi làm việc đi. Dạ, con xin phép. Ba, ba điều tra anh ta ra sao rồi? Không như con nghĩ đâu. Anh ta nói với ba những điều gì? Anh ta nói gì ba cũng tin sao? Trời, có tên trộm nào mà chịu nhận mình là trộm đâu hả ba? Ba nghĩ là con nên kiềm chế lại cái tính nóng nảy của con đi. Ba tin vào lời của bác sĩ Khiêm. Rồi đây ba sẽ phải hối hận với cái sự nhân từ của mình.
Minh hả? Anh đang ở trước nhà hàng nè. Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh tới đây hồi nào vậy? Em đang làm cái gì vậy? Vợ thì sắp sinh, còn em, em lại cặp kè với người phụ nữ khác như vậy sao? Nghe nói đi, đi về chăm sóc cho mẹ anh và rời xa người phụ nữ đó, nếu không thì đừng có trách anh. Xong việc chưa? Để anh làm cho xong việc cái đã. À, em ơi. Dạ. Em nên để ý cậu Tý giúp anh nha, đặc biệt là bác sĩ Minh, tại vì hiện tại bây giờ là cậu Tý đang nắm giữ bí mật của nó. Em hiểu ý anh không? Ừ, em biết rồi. Vậy thôi, để em đi thăm bệnh một chút nha. Ừ. Đỡ chưa? Đỡ chưa? Tao nói mày đâu có nghe tao, thấy chưa? Giao lưu với bọn xấu làm gì? Đó, bây giờ mày nằm đây nè, có thằng nào lo cho mày không? Hay là thằng già này lo cho mày? Cũng may à, nhờ có bác sĩ Khiêm đóng tiền viện phí á, chứ không thôi là trào máu rồi. Tao làm gì có tiền lo cho mày? Mỗi lần tới đây là bay chửi à? Mỗi lần tới đây bay chửi à? Thôi bay đi về đi. Nói tới mày là mày vậy không à? Mày không thấy cảnh má mày hả? Đó, chết gì bọn xấu đó, thấy chưa? Cái chết của má không phải như ba nghĩ đâu. Tôi nghĩ bả chết là bị người ta giết đó. Thì đúng rồi, thiếu nợ giang hồ không có tiền trả thì nó xử bả chứ sao. Thôi, tôi không muốn cãi với ba nữa, ba đi về đi. Nói mà cãi con cái gì. Alo. À, liền bây giờ hả chị? Dạ rồi, tôi tới liền. Rồi, có khách kêu rồi. Vô thăm mày cũng không được nữa, thấy chưa? Bây giờ phải chạy mối quen, phải chạy chở người ta. Thôi nằm đó đi. Chịu mày ăn cái gì không tao mua. Nếu bà thương tôi á, bà mua tôi tô bún mắm đi. Trời, mày muốn theo má mày luôn hả? Mày nghĩ sao mày bệnh về mày đầu mày ăn bún mắm? Mà thôi khỏi luôn đi. Chịu tao có gì tao mua cái đó. Tao không có tiền đâu mua cao lương mỹ vị cho mày ăn. Chịu tao mua cháo trắng cho mày ăn tiếp. Giữ gìn sức khỏe nha. Chịu tao vô. Bà đi cẩn thận đó. Em nên vui vì có người cha lo cho mình như vậy mới phải đó. Ổng suốt ngày chửi tôi, thương yêu gì. Tại em không biết á, cha em la em là vì muốn em nên người thôi, chứ không có cha mẹ nào mà không thương con hết đó. Hôm nay em thấy trong người sao rồi? Nay tôi cũng đỡ rồi. Sáng giờ bác sĩ Minh có đến thăm em không? Nghe chị dặn nè, nếu như mà có bác sĩ Minh tới hay là bất kỳ người nào có thể gây bất lợi cho em á, thì em bấm chuông cấp cứu nha, sẽ có người đến giúp em liền, nghe chưa? Thôi em nghỉ ngơi đi nha. Anh đến đây làm gì? Bình tĩnh đi. Làm gì mà nhìn cậu có vẻ lo sợ quá vậy? Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau. Chẳng lẽ tôi lại hại cậu sao? Tao với mày chỉ có thể là một mất một còn. Tất cả những gì hôm nay là do mày tự chuốc lấy. Bộ anh tính làm gì tôi hả? Anh đừng có làm bậy nha. Dạo này tôi thấy cậu có vẻ khó ngủ, cho nên tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần để cậu dễ ngủ. Không, tôi không cần. Ê, bình tĩnh, không sao đâu.
sẽ xong nhanh thôi mà. Không, 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 không. Ngủ ngoan nha. Trời ơi, sao đồ ăn còn nguyên vậy? Em không chịu ăn, không chịu uống thuốc, rồi sao mà hết bệnh được không biết nữa. Em sao vậy? Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Anh ơi, em tí gặp chuyện rồi, nhanh lên đi anh. Cái gì, cô ta bị sao? Anh nhanh đi, đi theo em. Nhìn đi, có người đã tới đây rồi đó anh. Không lẽ người đó là trưởng khoa Minh? Tí, tí, có phải bác sĩ Minh đã tới đây và chích thuốc cho cậu có đúng không? Anh ta đã đi trước mình một bước rồi. Tía, tí, cô nghe nè, cô nghe nè, nè, nhìn nè, nhìn nè. Không ổn rồi, đưa cô ta tới phòng cấp cứu, nhanh. Dạ. Nhanh. Bác sĩ Minh. Nè, kêu tôi à? Ờ. Anh đã làm gì cậu tí vậy? Bác sĩ Khiêm, bệnh nhân đó là do anh đảm nhận mà. Sao bây giờ quay qua thắc mắc với tôi là sao? Ok, đúng là tôi trực tiếp điều trị cho cậu ấy. Nhưng tôi không biết là trong bệnh viện này có một tên tiểu nhân nào đó. Nó lợi dụng lúc tôi đi vắng, nó tiêm thuốc cho cậu tí. Nè, bác sĩ Khiêm, nếu như không có bằng chứng thì đừng vu khống cho người khác. Tôi nói cho anh biết, anh cũng thừa biết cái tội vu khống nếu mà bị người khác kiện thì anh đi tù đó chứ chẳng chơi đâu. Đừng có đổ tội cho người khác, hãy xét lại khả năng làm việc của mình đi. Anh đòi coi với ta làm gì? Anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận những gì mình làm đâu. Anh hiểu điều này chứ? Nhưng mà có tật thì sẽ giật mình thôi. Nói gì mà đầy ẩn ý vậy? Cậu sao rồi? Cậu thấy sao? Cô tí à? Nè, bây giờ cậu thử cử động giùm tôi cái ngón chân. Từ từ thôi, từ từ, không cần gấp. Cử động giùm tôi nè, nhẹ thôi cũng được. Rồi, rồi. Bây giờ ngón tay nè, ngón tay nè, ngón tay này, ngón tay này của cậu nè. Cử động giùm tôi. Rồi, rồi, rồi. Tốt lắm. Hiện tại bây giờ cô đang hồi phục, từ từ rồi sẽ ổn thôi, yên tâm. Đúng là ông trời không phụ lòng mình rồi anh. Tia, cậu cứ nghỉ ngơi đi, không sao hết, cứ yên tâm.
đúng lắm. Anh, hay là bây giờ em thấy mình gắn camera phòng tí đi, để cho dễ theo dõi. Anh thấy cũng có lý đó. Y tá Tuyết, hôm nay có một mình cô trực ở đây hay sao? Dạ, thưa bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ Khiêm đi ăn trước rồi. Còn bác sĩ trưởng khoa bộ chưa đói hay sao mà ở đây ngó nghiêng hạch hoẹ vậy? Cô nói vậy có ý gì? Liệu mà cư xử sao cho đúng với cấp bậc của mình, nghe chưa? Bác sĩ bị mất một chiếc nút kìa. Nút bỏ vô máy giặt bị mất thôi, chỉ là một chiếc nút thôi, cần gì cô quan tâm. Vậy nếu như tôi nói cái nút áo bị mất của trưởng khoa rất giống chiếc nút áo trong tay của bệnh nhân Tí lúc chết, thì anh có quan tâm không? Tất cả các bác sĩ ở bệnh viện Á Châu đều mặc cùng một loại áo blue do bệnh viện cấp. Thậm chí ngay cả giám đốc cũng có một chiếc áo y như vậy. Theo như lời của y tá Tuyết, không biết tôi có nên trình bày việc này với lại giám đốc, để giám đốc mời công an, mời tất cả nhân viên lên để làm rõ việc này hay không? Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra cho nên thắc mắc như vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Thay vì nghĩ những chuyện vô bổ đó, y tá Tuyết nên dùng cái não của mình để tập trung vô công việc thì hơn. Vì nghĩ đến tình xưa cho nên tôi chưa trình báo với giám đốc việc cô với bác sĩ Khiêm làm việc tắc trách khiến cho bệnh nhân Tí chết bất thường. Chứ nếu không, cô chưa chắc ngồi yên để mà kiếm chuyện với tôi như vậy đâu. Liệu hồn đó. Em với bác sĩ Minh có chuyện gì nữa hả? Anh có nhớ chiếc nút trên tay của Tí lúc bị giết không? Em vừa phát hiện trên áo của hắn mất một chiếc nút. Em dám chắc chính hắn là hung thủ giết bệnh nhân Tí. Em ăn nói cẩn thận, lỡ ai nghe được thì sao? Thì đã sao, cái chuyện này có gì đâu mà giấu. Em đã nói thẳng với hắn như vậy luôn rồi, để dò xét có trạng thái của hắn sao? Cái gì? Em nói với nó rồi hả? Ừ. Em làm như vậy sao được? Sao không được? Em làm như vậy thì chẳng khác nào là bứt dây động rừng. Nó sẽ tìm mọi cách để xóa hết dấu vết. Tại sao em làm em không suy nghĩ trước vậy? Không, em nhất định sẽ không để cho hắn muốn làm gì thì làm đâu. Em sẽ vạch mặt hắn. Mới tới à? Ủa, anh sao vậy? Sao mời em đi uống nước mà mặt nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì hả? Mai anh bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện Á Châu. Trời, vậy mai anh có bị sao không anh? Mai anh thì quá cơn nguy hiểm, nhưng đứa bé thì không giữ được. Trời ơi, thiệt tội cho Mai anh. Ủa mà Mai Anh có biết đã bị mất con chưa?
Nếu mà biết chắc là phải đau lòng lắm. À, cái hôm mà ba em kêu anh về nhà em chơi đó, sao không thấy bạn trai của chị gái em tới chơi hả? Ừ, nghe đâu lúc đầu anh cũng có đến, nhưng mà sau đó có việc gấp ở bệnh viện, cho nên là anh phải về bệnh viện. Ờ, hèn gì hôm ấy anh thấy chị gái của em không được vui. Mà người đó tên gì vậy? Hình như là làm ở bệnh viện Á Châu luôn thì phải. Ừ, anh ta tên Minh, làm ở bệnh viện Á Châu luôn. Cũng vì làm chung bệnh viện nên hai người mới quen nhau đó. Người yêu của Uyển Lan chắc là thằng Minh rồi. Nè, anh đang suy nghĩ gì mà mặt anh căng thẳng vậy? À, đâu có gì đâu. Sao tự nhiên bữa nay anh lại có hứng thú nói chuyện về người yêu của chị Uyển Lan quá vậy? Trước đây anh đâu có quan tâm đến chuyện của người khác đâu. À, tự dưng cái nghĩ đến nên anh hỏi thôi. Ừ. À, chút nữa anh đem đến thăm mẹ anh nha. À, anh nghĩ khi nào mẹ anh về em tới thăm cũng được mà. Ừ, sao vậy? Mình đi thăm bệnh mà mình chờ người ta về nhà rồi mình mới thăm thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Ừ, tại vì giờ dì Tư đang buồn chuyện của mẹ anh. Dì mà thấy em, dì lại nghĩ tới mẹ anh rồi buồn và khóc nữa. Ừ, nếu anh đã nói vậy thì khi nào mẹ anh về thì em sẽ đến thăm. À, em muốn gì? Ừ, cho em đi cà phê sữa. Ừ. Em ơi, cho ly cà phê sữa nha. Dạ. Mai Anh à, con nói gì đi. Sao con cứ như vậy, ba má sợ lắm. Nói gì đi con. Ông hỏi nó coi, sao nó không phản ứng gì vậy? Ngay cả tôi với ông mà nó cũng không nhận ra nữa là làm sao? Bác sĩ nói là nó bị sốc tâm lý, cần phải có thời gian để cho nó hồi phục. Nhưng mà sao nó lại bị sốc tâm lý chứ? Chẳng phải trước khi nó đi tìm thằng Minh tâm trạng nó tốt lắm mà. Ông, hay là khi gặp nhau hai đứa nó cãi nhau? Ủa, mà cũng không phải. Thằng Minh nói là nó kêu con Mai Anh á đứng lại đợi nó đi lấy xe chở đi ăn mà. Vậy thì hai đứa nó đâu có chuyện gì xảy ra. Ba má. Ủa, Minh. Ba má đừng có quá lo. Thật ra bệnh của Mai Anh không khó trị, nhưng cần phải kiên nhẫn. Nhất là cần phải có người thân luôn bên cạnh. Tốt hơn hết thì nên đưa bệnh nhân đến những nơi vui vẻ, những nơi có kỷ niệm đẹp trước đây để người bệnh mau hồi phục tâm lý lại. Thường trong những trường hợp này á, thì tâm lý của bệnh nhân sẽ phục hồi lại trong thời gian là bao lâu? Điều này còn tùy theo mỗi người. Có người bị mất ký tạm thời, chỉ vài ngày sau thì có thể hồi phục lại được. Nhưng cũng có người bị vài tháng vài năm. Có khi nào người bệnh vĩnh viễn không phục hồi được trí nhớ không con? Dạ cũng có, nhưng bệnh này thường do tâm lý thôi. Nhưng nếu gia đình người thân luôn bên cạnh trò chuyện thì bệnh sẽ sớm mau khỏi thôi. Ờ con, má nghe bác sĩ Kim nói cái bệnh này là do trước khi xảy ra tai nạn, con Mai Anh nó bị sốc tâm lý nên mới dẫn đến như vậy phải không con? Mà lúc Mai Anh nó tới tìm con, hai đứa có xảy ra chuyện gì không? Thí dụ như cãi nhau hay là nói qua nói lại gì đó làm cho nó tổn thương, đại khái là như vậy có không con? Dạ không, tụi con đều vui vẻ, không có chuyện gì buồn hay là cãi nhau hết. Vậy thì lạ quá. Mà vậy tại sao nó lại bị như vậy hả con? Những phụ nữ mang thai thường gặp những biến cố như vậy, nên má đừng quá lo. Không lo sao được, đang yên đang lành tự nhiên bây giờ trở thành người ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy. Ngay cả ba má của nó còn không nhận ra đây nè. Về sức khỏe bây giờ mấy anh đã ổn, chỉ còn chấn động tâm lý thôi. Nên con nghĩ hay là chúng ta đưa mấy anh về nhà chăm sóc thì sẽ tốt hơn. Ông thấy sao? Chứ tôi thấy cứ để cho mấy anh nó ở đây đi. Dù sao ở đây có đầy đủ thuốc men, với lại chồng nó ở bên cạnh nó, tôi nghĩ còn mấy anh sẽ sớm phục hồi hơn, đúng không ông? Bà muốn sao thì bà cứ làm vậy đi. Ừ, dạ thôi con về làm tiếp đi, lúc khác con sẽ tới. Ờ.
Dạ, con chào dì, con chào chú. Mai Anh, Mai Anh có nhận ra mình không? Mình là Tuyết nè. Mai Anh à, con có nhận ra không? Mai Anh à. Mai Anh cũng chưa có phản ứng gì hết hả dì? Ừ. Từ lúc nó tỉnh lại, nó cứ như vậy luôn, không nói, không cười, không phản ứng gì hết. Ông trời, đúng là bất công thiệt. Người hiền lành như Mai Anh, không biết sao lại bị như vậy nữa. Dì, bác sĩ Minh có thường đến đây lắm không dì? Ừ. Vậy cho bác sĩ Minh quen thân với gia đình mình lắm hả? Ủa, con dì. Con tới rồi đó hả? Dạ. Chào anh. Mai Anh, em ăn cam nha, anh lột cho em ăn. Con, anh Hào tới kìa. Con có nhận ra không? Thôi, con xin phép dì, con đi làm việc tiếp. Ừ. Cảm ơn con nha. Ăn miếng đi con. Bác sĩ Minh, tôi thấy anh khá là quan tâm đến bệnh nhân Mai Anh. Bộ anh quen với cô ấy hả? Bệnh nhân nào tôi cũng đối xử như nhau, không có chuyện thiên vị gì ở đây cả. Cô bớt cái tính bà Tám mình đi, nếu không muốn gặp rắc rối sau này. Tại vì Mai Anh là bạn học lúc nhỏ của em, cho nên em thấy trưởng khoa quan tâm tới cô ấy, em vui vậy thôi mà. Làm cái gì mà mặt bác sĩ Minh căng thẳng vậy? Anh à, hình như là trưởng khoa Minh với lại gia đình bạn em Mai Anh có quan hệ gì đó. Tại sao em biết? Em thấy là trưởng khoa rất là quan tâm đến Mai Anh hơn các bệnh nhân khác rất nhiều. Ông nè, ở đây thằng Minh có địa vị, được nhiều người nể trọng. Bây giờ con Mai Anh nó bị như vậy, tôi sợ thằng Minh nó bỏ con mình đi theo người phụ nữ khác thì sao? Nếu thực sự điều đó xảy ra thì mình cũng đành chịu thôi bà. Làm sao mà chịu được chứ, tôi là tôi không để yên cho nó đâu. Vậy chứ bà định làm cái gì? Nè, dù gì thì gì, con Mai Anh ra nông nổi này, thằng Minh cũng có một phần trách nhiệm. Bởi vì nếu như con Mai Anh mà không đi tìm thằng Minh thì đâu có xảy ra tai nạn đúng không? Nó sẽ không bị thương và không bị mất con như vậy. Tôi nói rồi đó, nếu như sau này thằng Minh nó phụ bạc con Mai Anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu. Thôi, để tôi về nhà, tôi nấu cơm, tôi đem vô cho bà nghe. Thôi khỏi, ông ở lại đây đi. Rồi tôi về, tôi nấu xong rồi tôi đi xe ôm tôi mang lên cho. Thôi để con chở gì đi, đi xe ôm bất tiện lắm. Ừ, thôi vậy cũng được. Tôi đi nha, ông ở lại với nó đi. Ừ. Đi con. Con đi nha Dượng. Ừ.
Nếu ngày nào mai anh còn làm việc thì ngày đó mình sẽ không yên. Nhất là thằng Khiêm với con Tuyết sẽ lần mò dò la mối quan hệ của mình với Mai Anh. Như vậy việc mình từng cưới Mai Anh có nguy cơ lộ ra. Mình không thể để chuyện này xảy ra. Con Tuyết từng hiểu lầm anh Hào là chồng với anh. Sẵn dịp này mình sẽ đẩy màn cho anh Hào luôn. Nếu mình lánh mặt thì con Tuyết sẽ không còn nghi ngờ. Nhân dịp này mình sẽ rủ Nguyễn Lan đi du lịch một chuyến, coi như vừa đổi gió vừa tăng thêm tình cảm của hai đứa vậy. Ủa anh à, anh bị làm sao vậy? Anh không sao đâu, anh chỉ hơi choáng chút xíu thôi. Chắc do thời gian gần đây công việc hơi nhiều khiến sức khỏe của anh bị giảm nên chóng mặt chút thôi. Hay là để em qua em nói với ba cho anh nghỉ ngơi vài ngày nha. Sẵn dịp này giá như được đi du lịch cùng em thì tuyệt biết mấy. Ý hay nè. Em đồng ý thật hả? Ừ. Nhưng mà nếu hai đứa mình cùng nghỉ phép một lượt, liệu giám đốc có đồng ý không? Ủa, anh quên rằng đây là bệnh viện của nhà em sao? Anh thiệt là may mắn khi được yêu em. Vậy anh định khi nào chúng ta bắt đầu đi chơi? Càng sớm càng tốt. Ok, vậy để em qua nói với ba rồi chúng ta sắp xếp công việc đi ha. Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi đâu nỡ nào từ chối đơn xin nghỉ phép của cậu. Dạ, cảm ơn giám đốc đã thông cảm cho con. Ba. Con cũng muốn xin nghỉ vài ngày để đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Dạo này công việc nhiều áp lực quá, khiến con mệt lắm. Sẵn dịp này con với anh Minh đi du lịch một chuyến coi như xả stress đó ba. Trời ơi, cả hai đứa đi cùng một lúc như vậy thì công việc của bệnh viện này ai lo? Cả hai đứa đều giữ chức vụ quan trọng ở trong bệnh viện này hết đó. Ba, bộ ba muốn nhân viên của ba á hả? Phải làm việc hết sức lực rồi đổ bệnh ra đó thì ba mới cho người ta nghỉ ngơi sao? Lúc đó thì muộn rồi. Mình phải làm việc có điều độ rồi giữ gìn sức khỏe thì lúc đó công việc mới tốt đúng không ba? Trời, ghê chưa, ghê chưa. Trời ơi, thôi được rồi. Hai đứa hãy sắp xếp công việc coi ai có thể thay cái vị trí của mình trong lúc tụi con nghỉ ngơi đó. Dạ con biết rồi. Thôi con về phòng nha ba. Sao trưởng khoa Minh, cậu tính tìm ai để thay thế vào vị trí của mình? Dạ con định nhờ bác sĩ Khoa đảm nhận công việc này trong thời gian cô đi vắng. Tôi nghĩ là cậu hãy bàn giao cái công việc của cậu cho bác sĩ Khiêm đi. Bác sĩ Khiêm có năng lực cao hơn những bác sĩ khác. Với lại cậu ấy đã từng làm trưởng khoa thì tôi nghĩ rằng cậu ấy đảm trách công việc sẽ tốt hơn. Dạ, nếu giám đốc đã nói như vậy rồi thì con xin phép nghe theo. Mời bác sĩ Khiêm lên phòng tôi nghe. Một người làm việc lớn phải biết kềm nén cảm xúc của mình. Đừng có để tình cảm riêng tư nó làm ảnh hưởng công việc chung nghe. Dạ con hiểu. Dạ giám đốc cho gọi con. Sắp tới thì trưởng khoa Minh có công việc phải xin nghỉ phép thì cậu thay thế trưởng khoa Minh đảm trách công việc nghe. Bởi vì cậu đã từng làm ở vị trí đó thì tôi nghĩ rằng cậu sẽ không làm cho tôi và bác sĩ Minh thất vọng. Dạ con cảm ơn giám đốc đã tin tưởng, con sẽ không để cho giám đốc thất vọng gì con. Thôi bây giờ trưởng khoa Minh với lại bác sĩ Khiêm về phòng để bàn giao công việc đi. Dạ. Dạ con xin phép.
Anh Kim, anh ngồi đi. Cố gắng làm tốt những việc được giao nha. Đừng có làm cho mọi việc trở nên tồi tệ nữa. Anh nên nhớ, tôi đã từng ngồi ở vị trí trưởng khoa trước anh. Anh không cần phải nhắc tôi. Cũng vì anh từng ngồi vị trí này mà làm không có được cho nên tôi mới lo. Nếu người có năng lực thì đã không mất việc rồi. Nếu như trước đây tôi không bị tiểu nhân hãm hại thì tôi đã không mất chức trưởng khoa, và anh cũng không có cơ hội mà ngồi lên cái ghế đó. Nếu không còn gì, tôi đi trước. Tao không những đưa mày ra khỏi vị trí này mà tao sẽ tiễn mày ra khỏi bệnh viện nữa.